Thưa quý vị và bà con, gần đây việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản, có vai trò quan trọng đối với người sản xuất, doanh nghiệp và hợp tác xã. Trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, hiện có một số mặt hàng nông sản đã được gắn tem truy xuất nguồn gốc, giúp nâng cao giá trị của sản phẩm. Do đó mà nông sản của bà con nông dân được khách hàng tin tưởng tiêu thụ thuận lợi, không chỉ tại địa phương mà còn vươn ra trên toàn quốc cũng như phục vụ xuất khẩu. Nông trà Broad Farm sản xuất dưa lưới trong nhà kính là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai việc gắn tem điện tử truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm trái cây trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Với chiếc tem này, chỉ cần dùng điện thoại thông minh là người tiêu dùng có thể kiểm tra được xuất xứ của hàng hóa. Những thông tin như cơ sở sản xuất, quy trình canh tác, thời gian thu hoạch đều được hiển thị đầy đủ trên màn hình điện thoại. Việc truy xuất nguồn gốc đã giúp cho dưa lưới Broad Farm có chỗ đứng trên thị trường. Được khách hàng biết đến thì cái sản lượng của chúng tôi đi đến các tỉnh thành đó, nó rất là thuận lợi và khách hàng rất là tin tưởng về cái sản phẩm của chúng tôi. Cùng với dưa lưới thì tại Tây Nguyên, một số loại trái cây như bơ, sầu riêng, chanh dây cũng đã được các hợp tác xã và nhà vườn dán tem truy xuất nguồn gốc. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm, hiện nay đã có hơn 10 hectare chanh dây của bà con được truy xuất nguồn gốc vùng trồng. Chanh dây được sản xuất theo quy trình hữu cơ nên giá thành sản phẩm bán được cao hơn nơi khác. Làm cái chanh sạch để xuất khẩu, đầu tiên á, ống tiêu làm lỗ xong là toàn bộ là dùng phân chuồng hết. Thường thường mà dùng giờ sinh học á, thì bán cái giá phải nằm dạng coi như là có biết gì lắm, là cũng phải nằm nặng trên 30 đổ lên, 30 đến 50. Đó. Còn mà chanh đã vô thuốc rồi thì đầu thì tính 30 đổ lui lại, còn mười mấy 20. Nhờ có mã vùng trồng và dán tem truy xuất nguồn gốc nên sản phẩm chanh dây của hợp tác xã này không chỉ vào được các siêu thị cửa hàng nông sản an toàn mà còn được xuất khẩu đi các nước khó tính. Hiện mỗi năm, hợp tác xã xuất được gần 200 tấn trái chanh dây, ruột chanh dây đông lạnh đi Trung Quốc, Hàn Quốc và châu Âu. Xuất khẩu vào thị trường các nước ngày càng yêu cầu khắt khe. Do vậy, việc giám sát từ vùng trồng cho đến khâu xử lý xuất khẩu được hợp tác xã chú trọng. Chúng tôi đang rất cố gắng để mà hình thành được chất lượng tốt nhất. Như có như vậy thì chúng tôi mới có thể cạnh tranh được với thị trường. Hiện tại, sản phẩm đang được đi xuất ở Pháp và Thụy Sĩ thì nói chung là tình hình thì vẫn không đủ cấp cho khách. Cùng với áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng, việc gắn tem truy xuất nguồn gốc cho nông sản đã giúp các tổ hợp tác xã nông nghiệp từng bước xây dựng được thương hiệu trên thị trường, đem lại lòng tin với người tiêu dùng. Đây có thể xem như là một hình thức cấp thẻ căn cước cho sản phẩm nông sản, góp phần quan trọng giúp nông sản địa phương có được tấm giấy thông hành đến nhiều thị trường hơn. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu cũng đã có hiệu lực, mở rộng cơ hội cho các mặt hàng nông sản vào thị trường EU. Vì vậy, đòi hỏi việc thực hiện truy xuất nguồn gốc phải được triển khai một cách đầy đủ. Sự minh bạch rõ ràng đối với sản phẩm hàng hóa truy xuất nguồn gốc sẽ là chìa khóa khơi dậy niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống người dân. Trong xu thế hội nhập, việc sản xuất nông nghiệp hướng đến các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap là điều tất yếu. Tuy nhiên, nhiều thông tin của sản phẩm trên bao bì tem nhãn thường thì sẽ không thể hiện được đầy đủ và thiếu chính xác, có khả năng bị làm giả cao. Do vậy, dùng tem truy xuất nguồn gốc bằng quét mã QR cho phép người tiêu dùng có đầy đủ thông tin ngược dòng, từ đó góp phần thúc đẩy các hợp tác xã doanh nghiệp nông nghiệp vùng Tây Nguyên đầu tư sâu vào quy trình sản xuất sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn. Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề là bảo hộ cái sản phẩm của mình bằng cái cách gắn tem truy xuất nguồn gốc. Do vậy là khi cái sản phẩm của hợp tác xã đưa ra là khách hàng rất tin cậy. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2025, tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng trên 10 mô hình áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm như rau củ, quả, mật ong, dược liệu, lâm sản và nhân rộng mô hình áp dụng hệ thống này đến tất cả các sản phẩm nông lâm sản chủ lực, hàng hóa đặc trưng của địa phương. Tỉnh Kon Tum cũng sẽ triển khai dán tem truy xuất nguồn gốc cho 138 sản phẩm tiêu biểu của địa phương như cà phê, trái cây, các sản phẩm dược liệu, gia súc, gia cầm. Tới đây thì đối với các cái sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Kon Tum, thì chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã, các cái hộ sản xuất kinh doanh là tăng cường cái việc ứng dụng các cái công nghệ để in các cái loại tem điện tử chứng minh cái nguồn gốc xuất xứ của các cái sản phẩm của mình. Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên đang phát triển nhanh và mạnh theo hướng hàng hóa, việc ứng dụng các giải pháp thông minh trong nông nghiệp là hướng đi phù hợp. Và việc dán tem truy xuất nguồn gốc điện tử cho nông sản, bước đầu giải quyết được tình trạng hàng giả hàng nhái, tăng khả năng nhận biết sản phẩm an toàn, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu, tạo lợi thế cạnh tranh vững chắc trên thị trường cũng như thúc đẩy xuất khẩu.